Dạ vâng, em chào toàn thể các bác, các anh chị em đam mê săn bắt ong rừng nha. Hôm nay em lại làm cái video để giới thiệu cho các anh em các mẫu quần áo bằng bạc. Bây giờ là em đang có 3 loại các bác nhé. Bây giờ em đang có 3 loại. Loại đầu tiên là loại không liền ủng, không liền bao tay, là loại rẻ nhất và nó cũng dễ sử dụng thôi. Anh em chỉ mua thêm một đôi ủng cấy và hai đôi găng tay như thế này. Vào mùa đi bắt ong đập á thì là anh em sử dụng cái găng tay, hai đôi găng tay như thế này. Nhiều chỗ là anh em họ không bán á, họ không bán những cái găng tay kiểu như thế này á. Họ chỉ có cái găng tay loại mềm mềm kia thôi. Nhiều anh em cứ bảo là nào vẫn dính đốt xiên qua. Nhưng mà em sử dụng hai đôi như thế này vào mùa đi đập á, bây giờ đi bắt về để nuôi á thì chỉ đeo một đôi thôi. Nhưng em đi vào mùa đập á thì em sử dụng hai đôi này đồng với nhau, không bị dính đốt cáo đất, không đốt. Rồi là có cả kính đây anh em nhá. Đây là kính này. Kính nó bằng nhựa. Nhựa thì nó bằng nhựa dẻo. Thế nên là anh em không phải lo phần sợ vỡ. Ai có nhu cầu thì là mình sẽ ship luôn cho anh em cả kính. Em nói lốt về cái phần quần áo vừa chưa nói xong. Quần áo giờ em đang có 3 loại. Là một loại là không liền ủng, không liền bao tay, và một loại liền ủng, liền bao tay. Còn một loại nữa là loại nắp thêm cả quạt đây anh em. Một loại nữa là nắp thêm cả quạt. Ở đằng sau lưng. Và anh em thích, giả dụ anh em có nhu cầu thích thêm chế ô thoáng hay thích thêm chế kiểu gì thì cứ bảo họ bảo mình, mình sẽ chế cho. Ở đây còn cái áo mới là tất trong cái quận kia. Một bộ là có cả quạt và liền ủng liền bao tay, là em đã đóng hộp ngày mai gửi đi Quảng Ninh cho một anh Hoàng Sơn, nick Zalo Hoàng Sơn. Cái loại mà ủng liền găng tay liền này nha anh em nhá, thì anh em đi rừng là nó mặc sẽ nhanh hơn. Anh em nhiều người cứ bảo là nhìn nó rộng nó to á, nhưng này to này nó mới thoải mái anh em ạ, không phải là sợ nó to đâu. Anh em mặc vào phải sơ vin vào này, bên này phải thun cái dây này vào này, thun cái dây giải rút này vào này. Nói rất nhiều lần cho anh em nhận được hàng mà cứ bảo là cái quần nó rộng, anh em nhá phải cầm vào đầu dây này, cầm chặt đầu dây này, xong mình kéo như thế này, và đấy mình kéo xong nó co vào như thế này đúng không? Co này xong mình lại vuốt hai người đằng tốt, vuốt đằng kia nữa, xong lại kéo phát nữa, xong lại vuốt, cứ làm dần dần mất một lúc thôi. Chứ anh em đừng có giật mạnh quá là nó bục chỉ đoạn chỗ này với lại nó đứt dây này. Đấy. Làm một dây chun này thì nó có cái độ đàn hồi thì anh em nó sẽ đàn hồi, nó không bị dính giãn đấy. Dùng bằng loại dây kia nó dính giãn thì nó không được đấy. Nếu mà nó dính đứt thì anh em lồng dây khác vào thoải mái mà. Còn nữa đây là cái túi để anh em đựng ong mang về đấy. Giả dụ mình bắt được tổ ong đất hay là ong đất hay ong bò vẽ là mình sẽ đúc vào cái túi này. Nó có cái ô thoáng này. Anh em đi bắt thì là đúc vào đây thì mang về, nó có lưới này, nó ong nó sẽ thở nó thoải mái, chứ đúc vào bao tải là mấy túi bóng là ong nó nóng nó chết mất. Loại túi này cũng rẻ thôi, loại túi này có đựng được cả rắn dép rồi là chim thoải mái. Loại túi này là
túi này là đựng được tổ ong bằng cái âu 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 to ấy, anh em nhé, âu to ấy, hay là bằng cái vòng trong cũng cối ấy. Đấy là đựng thoải mái. Còn đây cái loại này là loại to hơn, loại này là loại to hơn, loại này thì là sẽ đựng phải không nhỉ, to là đúng rồi. Loại này là sẽ to hơn loại kia 10 phân. Anh em đựng đựng ong những tổ bằng những cối thoải mái. Mình đi từ sáng đến chiều mà cứ đúc vào tổ, đúc vào cái túi lưới này là mình để thoải mái, không sợ bị dính ong nó chết đâu. Xong đến tối về mình mới treo. Hôm nào mình sẽ làm cái video là treo khi mình bắt ở rừng về rồi, xong khi về nhà mình lại treo ở vườn. Nhiều anh em cứ bảo là treo ở vườn sợ nó bay đi hết à, không bay đâu. Mình treo suốt thế rồi, một ngày đi bắt được hàng chục tổ, về treo luôn quần vẫn cứ ở, không bay. Anh em, đây. Tới đây là những cái ai mà lấy hàng vào cái tháng này là mình sẽ khuyến mại một đôi găng tay cao su. Đây mình sẽ khuyến mại một đôi găng tay như thế này. Một đôi găng tay như thế này. Đấy mình sẽ khuyến mại cho anh em. Mua bất kỳ loại bộ nào, bộ rẻ hay bộ đắt là em sẽ khuyến mại cho anh em một đôi găng tay này. Đấy, một đôi. Còn anh em nào cần mua thêm thì mình cũng mua hộ anh em luôn. Đấy. Áo đợt này mình may rất nhiều luôn, may để cho phục vụ anh em vào cái tháng này. Tháng này là tháng anh em đi bắt nhiều nhất lên. Đợt này bắt đầu ong bắt đầu cũng dễ tìm rồi nên là đi bắt nó dễ. Đây lại còn loại bộ liền ủng liền bao tay. Nói luôn là mình ship cho anh em ạ, anh em sẽ được kiểm tra hàng. Đấy, kiểm tra hàng. Nếu mà không đúng như theo yêu cầu, như theo mình quảng cáo, thì anh em có thể là gửi giả về lại cho mình. Có nghĩa là anh em vẫn phải mất phí gửi giả về cho mình. Đấy, như cái luật của bưu điện nó là thế, vẫn phải mất cái phí. Giả dụ là mình gửi xuống cho bạn mất 450.000 chẳng hạn, thì mình đã mất 450.000 đấy rồi. Nếu bạn không lấy thì mình đã mất 450.000 đấy rồi. Xong bạn lại không lấy, bạn lại gửi về, mình lại mất 450.000 nữa, thế là mình mất 100.000 nhỉ. Thế là mình gửi như thế là mình sẽ dính thiệt nhiều quá. Nên là anh em kiểm tra hàng, nếu không lấy gửi lại về cho mình, anh em hỗ trợ mình tiền ship gửi về cho mình. Thực ra mình bán cái loại quần áo này không được lãi bao nhiêu đâu, loại này loại rẻ nên là không được lãi bao nhiêu đâu, không như những ấy bộ cao cấp kia. Bộ cao cấp kia thì họ bao ship được. Mình cái bộ này rẻ, mình bán cái giá rẻ nên là không thể bao ship được. Nếu mà bao ship thì mình lại tính cái giá nó cao lên, mình vẫn bao được thôi, nhưng mà mình không muốn như thế. Mình muốn bán cái giá gốc, giá chính của nó, lãi suất nó ít thôi, nhưng không được nhiều. Nên anh em thông cảm nhé. Anh em nhận được hàng thì cứ kiểm tra thoải mái. Đợt trước là mình không lột trước, lột ra cái mặt này cho anh em đâu. Mình cứ gửi màu xanh như thế này cho anh em này. Đấy. Chứ không lột ra mặt đúng quả như thế này đâu. Nên nhiều anh em là cứ bảo là thấy nó to, chun vẫn chưa đi thu. Nhưng bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em thu chun vào như thế này. Cái cổ tay cũng thế, cổ tay dễ thu chun hơn, anh em thu nó vào. Vừa tay anh em thôi. Đấy. Đợt này giống ong dế thì hết rồi, mình bán hết rồi. Anh em nào mà còn hỏi nữa thì nhớ xem video này thì không cần phải hỏi nữa nhá, bởi vì hết giống rồi. Bây giờ có thì cũng có mấy anh em ở trên Nghĩa Lộ, mấy này Mù Hoang Trải là vẫn đang bắt được những cái tổ ong dế mà nó làm ở rừng á, là anh em nó bắt. Nó chỉ ở rồi khoảng chục quân đến 15-20 quân thôi, nhưng mà giá thì nó cũng cao. Anh em nào mà có nhu cầu thì mình sẽ lấy giúp cho.
Ong đấy thì sẽ chuẩn hơn là cái ong nhân giống đấy. Cái ong nhân giống thì nó đơn giản, mình nghĩ như kiểu nó là mình nuôi công nghiệp ấy, thì nó sẽ yếu hơn là những cái con mình thả rông, kiểu con gà công nghiệp mình nuôi trong chuồng và con gà mình nuôi ở vườn thả rông ấy. Thôi mình sẽ kết thúc cái video ở đây thôi. Anh em nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi các video mình đưa lên nhé. Còn đâu ai muốn mua quần áo vặt ong thì cứ liên hệ cái số điện thoại mình để trên màn hình. Đấy. Có Zalo và Facebook. Anh em muốn xem hình thì cứ cái bạn Zalo xem hình nói chuyện nó dễ hơn. Rồi, chào tất cả các bác anh em chị em nhé.